về thì được khoảng tầm 50 chiếc, nhưng ở đây thì em tháo khoảng 30 chiếc để các bác xem thôi. Tất cả những gì các bác cần có của một con vang số cao cấp thì con này đều có cả. Đây, đây sẽ là một con vang mà với mức giá rất là hời. Trong thời gian này thì sẽ có nhiều phần quà tặng các bác nữa cơ. Cô này nó mạnh hơn cả những dòng như là S700 của anh nhé, kể cả S800. Là muôn lá hoa rơi tà tơi, tiếng mưa gió. Nhà không có gì ngoài vang số các bác nhá. Hôm nay thì bên em tiếp tục về được một dòng vang mà cái tiếng chất âm con này em rất là thích. Có lẽ đây là dòng vang mà phù hợp với gia đình nhất. Và hiện tại đang có rất nhiều những phần quà ưu đãi dành tặng các bác khi các bác mua cái vang số này. Và đây chính là vang DB Autix S600 Plus. Đây, bóc thử một con ra đi. Lô này về thì được khoảng tầm 50 chiếc, nhưng ở đây thì em tháo khoảng 30 chiếc để các bác xem thôi. Đây, bóc thử một con nè. Đây là một dòng vang mà cái tiếng effect của nó rất là hay. Thậm chí là cái tiếng echo của nó còn mạnh hơn cả dòng S700 Pro giá 5.800.000 đồng. Nhưng mà với bản S600 Plus này thì mức giá lại rất là đẹp các bác nhá, chỉ 5.200.000 đồng mà thôi. Đây, phụ kiện đi kèm thì sẽ có là gì ạ? Dây nguồn này, điều khiển này, cáp setup và cổng quang các bác nhá. Còn đây là em nó. Thật ra cái vang này thì cũng đã review đến các bác rồi, là một dòng vang mà nó khá là toàn diện đúng không ạ? Tất cả những gì các bác cần có của một con vang số cao cấp thì con này đều có cả. Đầu tiên là nó sẽ có đường cổng quang này, được chưa ạ? Đường AV này và có điện đến tận 8 cổng out để các bác có thể xử lý được với rất nhiều loa và sub các bác nhá. Đây là phần nguồn này, 2 cổng micro, được chưa ạ? Còn mặt trước của nó thì sao ạ? Đây, mặt trước của nó đây thì các bác phải xem là gọi nhanh được này, mốt 1, mốt 2, mốt 3, mốt 4 này. Phần công tắc nguồn này. Và đặc biệt là cái vang này sẽ hỗ trợ các bác là chỉnh tay toàn bộ những tính năng từ echo, reverb, mix, music. Chỉnh tay rất đơn giản, rất basic các bác nhá. Chỉnh tay phải nói là dễ hơn cả dòng X đấy ạ. Và khi các bác sử dụng dòng vang này trong thời gian này thì bên em sẽ có 2 phần quà dành tặng các bác áp dụng cho 20 chiếc vang đầu tiên. Đây anh Hùng. Phần quà là cái gì ạ? Và duy nhất đối với dòng vang này thôi các bác nhá, đó là một chiếc mũ bảo hiểm của DB Autix hoặc là mũ bảo hiểm của 6 âm thanh. Đây, cái mũ tặng các bác nhìn cái mũ chất không? Được chưa ạ? Cái mũ này các bác mua ngoài thị trường thì nó cũng phải là vài trăm nghìn rồi. Đấy. Và tiếp theo nữa là một bộ micro BBS. Và lưu ý các bác nhá, là chỉ áp dụng cho 20 chiếc vang đầu tiên thôi. Đấy, bác nào mình đang có ý định sắm vang để hát karaoke hay hơn thì bác book ngay. Một cái mic có dây của thương hiệu nổi tiếng BBS, đúng model là BBS B9, được chưa? Đây, đây là phần dây nguồn của nó này, mic. Mua vang số tặng ngay mũ bảo hiểm và tặng ngay gì ạ? Micro. Đấy, quá nét luôn, đúng không ạ? Đây là có nghĩa là một cái ưu đãi mà em thấy là chưa bao giờ có tại sóng âm thanh luôn. Đây, với cái vang này thì trồng hú tốt này, echo nịnh giọng các bác nhé. Nó rất nịnh giọng và tiếng reverb thì nó hay như là dòng S700 Pro vậy. Đây, đây sẽ là một con vang mà với mức giá rất là hời. Trong thời gian này thì sẽ có nhiều phần quà tặng các bác nữa cơ. Bây giờ thì em sẽ setup thử một chiếc và alo thử các bác nghe cái tiếng fake và hát thử để các bác nghe nhé. Nói chung là nếu như mà gia đình hoặc là phòng hát, kể cả sự kiện, các bác dùng em này thì quá tuyệt vời rồi. Đây, nhiều cổng kết nối, hỗ trợ chỉnh tay và tiếng rất là hay. Đấy, S600 Plus, mức giá là 5.200.000 đồng. Và với vang này thì em bảo hành đến các bác là 2 năm. Ngay bây giờ thì mời các bác nghe lại cái tiếng và chất âm của em nó các bác nhá. Test thử từng chế độ karaoke để các bác cảm nhận khi mà các bác có con vang này thì cái bộ dàn các bác sẽ cải thiện như thế nào các bác nhá. Một cái bản nhạc nhẹ nhàng đi. Đầu tiên là chế độ echo. 1 2 các bác nghe cái đuôi echo ạ. Echo này nó mạnh hơn cả những dòng như là S700 của anh nhé, kể cả S800. Là muôn lá hoa rơi tà tơi, tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mây,
lá vàng rơi lìa cành, người ta đôi niềm riêng. Ok, chuyển sang reverse đi. 2 2 1 chơi nhá. Đây mời các bác nghe tiếng reverse của nó. Ta mong ước xa xôi những đêm mãi cô đơn, cứ tâm tư về đâu. Mưa thương ai, mưa nhớ ai, mưa rơi như nhắm nhớ, mưa rơi trong lòng tôi. Ok, 1 3 đi. Đấy, thực tế luôn để các bác nghe đúng không ạ? Và khi về nhà các bác thì sẽ tùy biến. Ví dụ các bác bảo là anh thích tiếng reverse nó ướt hơn nữa thì sẽ cho cái reverse time và gain nó lớn hơn nữa để các bác hát nó dễ hơn các bác nhá. Ok, và bây giờ sẽ là mode 3, mode cuối cùng. Mưa rừng ơi mưa rừng, tìm đâu hỡi ơi bóng người xưa. Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng dần tan, lòng thương nhớ nào nguôi. Ok ok, đấy, anh chung em mượn mic nè, anh đội thử cái mũ đi. Đây, một chiếc vang rất là tuyệt vời và các bác có thể nghe đây kia ba lô chưa? Và khi các bác dùng vang thì các bạn nhớ là 20 chiếc để tặng các bác ngay là một chiếc mũ bảo hiểm của DB Acoustic và một bộ mic có dây BVS P9. Mic này các bác có thể là dùng làm sơ cua, hoặc là các bác nào mà chưa có micro thì lấy micro để hát luôn, rất là ok đúng không ạ? Phần quà ở đây thì rất là giá trị các bác nhé, nên là sẽ là một cái gọi là dịp khuyến mãi rất tốt để khi các bác mà sắm vang là có ngay cả micro và mũ bảo hiểm. Ok, và đó là vang DB S100 Plus trị giá 5.200.000 đồng. Bác nào cần alo nghe sóng thanh các bác nhá.